bộ cả ra. Sắp tới các anh chị phải làm sao mà rễ đi theo thân. Còn các anh chị mà làm rễ dưới cái thân lên cao các thứ không có cộng đồng, đừng cộng nữa. Mà để làm cái chuyện đó thì cái công thức này các anh chị cũ có rồi, nhưng mà các anh chị mới thì chưa. Các anh chị pha vô cho 10 lít nước. Nếu xiên các anh chị tứ ngày nghỉ thì tới ngày thứ năm nó ra. Còn mấy là ngày tứ 2 ngày nghỉ. Làm ra để không khó, chỉ sợ các anh chị không làm thôi. Nó ra như giá luôn á, thì tôi nói trước các anh chị, nhất là mùa này. Cái mùa này là cái mùa tăng trưởng cho con lan. Để chi? Để một như lịch tháng 10 âm lịch, ngày ngắn lại bị ức chế tăng trưởng ra mông. Thì bây giờ là các anh chị cho nó ăn nè, cho nó uống nè, nó to nó mập nè, nhất là thằng đơn thân này không có dự trữ nè, thì các anh chị phải làm cho sao mà từ lá, từ thân, từ rễ phải là sung mãn, đầy đủ lá từ dưới lên trên, rễ từ dưới lên trên. Rồi các anh chị coi cái đọt nó như thế nào. Trên mỗi thầy, nhưng mà mình không có cái phần ở dưới thầy, thầy đến phần nào được thầy? Cái đề cam ông này nó cũng bán đầy. Bị thằng này á, thì cái thằng thế hệ sau nó là nitrobenzen, nhưng mà đối với thằng này nó có thêm một cái kích thích tăng trưởng. Thứ tư, giờ xài cái chiêu mới lúc trước á, cái chiêu này thì Atonic, thì Atonic nó đã nhanh rồi, nhưng mà cái đề cao mông nhanh hơn, nó có dịch chơi thôi, chừng nào nó không có mình mới thế Atonic thôi. Thì nó không, nó chỉ có là nitrobenzen thôi, nhưng mà cái đề cao mông này nó phải có 4 thứ, nó 3 cái nitrobenzen và cộng thêm một cái nữa là kích thích tăng trưởng, kéo dài tế bào, nhân bào thay vì một micro dây một thành hai, anh đẹp một thành bốn nhanh, còn anh Atonic một thành hai dễ thôi. Thì lục diễm đồ này nó cũng xanh rồi nè. Bởi vậy các anh chị mà mua rau thấy những cái rau một tơ to bự hay này nọ, tháo nè rau muống sao mà họ không có cấy là họ cứ là ra đổ lại là non xèo rồi, thì chơi cái nitrobenzen này nè, Atonic nè, đọc nghe nghe thầy đọc á. Các anh chị nay mai sử dụng còn dư dụng tưới vô rau nè, đọc lắm, tưới vô rau, rau xanh dờn mà ủ á, để ra như giá vậy đó, nhưng mà đọc. Còn cái bông lan mình thì vô tư, vì các anh chị đâu có lấy cái bông lan xào với thịt bò đâu, đúng không? Mình chỉ cắt bông bán ví dụ mình chơi thôi, nếu không thì chơi cũng để vô tư, có ăn uống gì đó đâu. Ở đây có ai mà cắt lá đọt rồi này nọ nấu luộc rồi nấu canh không? Có đã có thì thôi đừng xài nè, còn không có vô tư.